Thế thầy cô quay trở vào thì phòng giúp này đủ chưa? Cô xuống dưới cái phần phương pháp để hình thức cho cô đi. Cái slide phương pháp hình thức đồ chữ. Vâng. Vâng ạ. Xin cảm ơn các thầy cô. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần rất là quan trọng, đó là phương pháp hình thức và kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Tôi muốn hỏi các thầy cô là trong thực tế thì các thầy cô khi tổ chức các hoạt động giáo dục hoạt động trải nghiệm cho các em ấy, thì các thầy cô thường sử dụng những cái phương pháp hình thức gì ạ? Xin các thầy cô thử kể ra một vài cái phương pháp hình thức mà các thầy cô đã sử dụng và các thầy cô thấy là nó hiệu quả xem ạ. Và xin mời các quý thầy cô ạ. Mời các tiểu cầu cho ý kiến ạ. Các thầy cô có thể không cần kể hết, nhưng kể ra một số cái phương pháp hình thức mà các thầy cô đã sử dụng và thấy nó có hiệu quả. Đang mời các thầy cô cho ý kiến đi ạ. Các thầy cô thấy là trong cái quá trình tổ chức cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho các em ạ, thì các thầy cô thường sử dụng những cái phương pháp hình thức nào hoặc là những cái kỹ thuật tổ chức hoạt động nào mà các thầy cô thấy là nó hiệu quả, thấy là học sinh hứng thú và học sinh tham gia tích cực. Vâng, xin mời các thầy cô chia sẻ kinh nghiệm đi ạ. Vâng, có điểm cầu là trường dân tộc nội trú Cao Lộc thì có đưa ra một cái ý kiến, tức là thông qua cái việc đánh giá sản phẩm học tập của học sinh thì như vậy là thuộc về phần đánh giá rồi, đúng không ạ? Nhưng bây giờ tôi đang muốn hỏi về cái phương pháp và hình thức tổ chức ạ. Thì các thầy cô thấy là có những cái phương pháp hình thức nào mà các thầy cô sử dụng và các thầy cô thấy là có hiệu quả? Mời các thầy cô cho ý kiến nào. Làm hết thì từ đầu cuối luôn rồi. Vâng. Phòng giáo dục dưới địa thì cho ý kiến là thảo luận nhóm. Vâng ạ, thảo luận nhóm. Mời ý kiến khác nữa ạ. Vâng. Trung học cơ sở Nhật Tiến nói rằng là tổ chức hội thi, đúng vậy ạ. Điểm cầu có nickname là Nguyễn Trụ cho ý kiến là thảo luận nhóm giải quyết vấn đề sắm vai. Vâng, đây là những cái phương pháp thầy đã kể rất là đúng ạ. Hay trường phổ thông Suy Tân thì nói là cho học sinh làm thực hành. Vâng, mà làm các cái sản phẩm. Vâng, thì giúp học sinh hứng thú. Vâng ạ, cảm ơn các thầy cô. Trường trung học cơ sở Lê Lợi thì cho rằng là chấm sản phẩm vật dụng. Vâng. Điểm cầu có nickname là Nguyễn Thị Hải Phương thì cho rằng là đánh giá qua sản phẩm học tập, kiểm tra qua bài trắc nghiệm. Vâng, các thầy cô đang nói về cái đánh giá rồi. Vâng. Rồi
trường trung trường phổ thông Duy Tân cho thêm ý kiến là thực hành như là làm sản phẩm hoặc là đóng kịch. Và điểm cầu có nickname Hiền Nguyễn thì nói rằng làm bài tập tình huống. Vâng ạ. Hay trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông UK thế đấy. Vâng, thì cho rằng là có thể cho nhóm thuyết trình và các nhóm khác cùng nhận xét. Hay là trường Song ngữ quốc tế Quảng Nam Academy thì nói rằng là có thể để các học sinh vấn đáp với nhau. Vâng, trường trung học cơ sở Địa Minh Khai thì có ý kiến là tổ chức cho sinh thảo luận nhóm và thực hành làm sản phẩm. Vâng ạ, cảm ơn các thầy cô. Như vậy là các thầy cô rất nhiều và hình thức tổ chức cũng như là hình thức kiểm tra đánh giá cái kết quả hoạt động trải nghiệm như vậy. Bây giờ tôi xin phép được tổng kết lại các ý kiến một chút ạ. Thưa thầy cô, là cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp ấy thì cái phương pháp về hình thức tổ chức của nó thì nó rất là phong phú đa dạng, nó mang tính mở và linh hoạt và nó thu hút được cái sự tham gia rất là tích cực của học sinh. Tôi có thể lấy ví dụ về một số cái hình thức tổ chức hoạt động như sau. Ví dụ như hình thức giao lưu. Thế thì cái hình thức giao lưu ở đây thì nó bao gồm có nhiều cái loại giao lưu khác nhau. Có thể là tổ chức giao lưu giữa học sinh với học sinh, như là giữa các cái nhóm học sinh với nhau, hoặc là giao lưu giữa các lớp học sinh với nhau, hoặc là giao lưu giữa học sinh với giáo viên, với cán bộ công nhân viên nhà trường, hay là giao lưu giữa học sinh với khách mời đến từ cộng đồng. Ví dụ như là trong những cái chủ đề về cái tìm hiểu cái thế giới nghề nghiệp địa phương chẳng hạn, thì chúng ta có thể tổ chức cho học sinh giao lưu với các cái nghệ nhân làm nghề truyền thống ở địa phương. Hay là khi mà cái về những cái chủ đề như là vấn đề về bảo những cái chủ đề về bảo vệ môi trường tự nhiên chẳng hạn, thì chúng ta có thể tổ chức cho học sinh giao lưu với các cái nhà bảo vệ môi trường ở địa phương, vân vân. Thế thì cái hoạt động giao lưu ở đây thì nó có thể là cái giao lưu giữa học sinh với học sinh, có thể là giao lưu giữa học sinh với giáo viên, với cán bộ công nhân viên nhà trường, hoặc là giao lưu giữa học sinh với khách mời đến từ cộng đồng, tùy từng chủ đề. Ví dụ như là trong cái dịp kỷ niệm ngày Quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 thì chúng ta có thể tổ chức cho học sinh giao lưu với các cái anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, hoặc là chúng ta cho học sinh giao lưu với các cái cựu chiến binh ở địa phương, vân vân. Thế rồi có cái hình thức nữa như là cái hình thức diễn đàn học sinh hoặc là hình thức tọa đàm, thì đây là hai cái hình thức rất là tốt để cho học sinh chia sẻ những cái ý kiến, những cái quan điểm của các em về những cái vấn đề mà có liên quan đến những cái chủ đề trải nghiệm em đã học. Hay là hình thức tổ chức triển lãm, thì chúng ta có thể tổ chức cho học sinh triển lãm những cái sản phẩm thực hành của các em, hoặc là tổ chức triển lãm những cái tranh ảnh mà các em đã, hoặc là những cái tranh vẽ mà về một cái chủ đề nào đấy, ví dụ như về cái vấn đề về bảo vệ môi trường, hoặc là triển lãm những cái kết quả hoặc về dự án học tập của các em, thực hiện các dự án học tập của các em, vân vân. Hoặc là cái hình thức tổ chức cho em hình thức chơi những cái trò chơi lớn, như là trò chơi rung chuông vàng, hay là trò chơi về cái đuổi hình bắt chữ, vân vân. Hay là tổ chức cho học sinh truyền thông, ví dụ như truyền thông về cái bảo vệ môi trường, truyền thông về cái bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, hay truyền thông về cái thực hiện cái văn hóa ứng xử ở nơi công cộng, vân vân. Hay là tổ chức cái hình thức sân khấu hóa như là múa, hát, đọc thơ, diễn tiểu phẩm, trình diễn thời trang, rồi thì diễn kịch tương tác về cái chủ đề mà hoạt động trải nghiệm. Ở đây thì có cái hình thức kịch tương tác
thì xin các thầy cô chú ý một tí. Cái việc tương tác thì nó là cái hình thức mà giữ kịch, nhưng mà nó không có cái ranh giới giữa các cái diễn viên và tác giả. Trong cái diễn kịch tương tác ấy, thì không phải là diễn viên diễn một lèo cái vở kịch từ đầu đến cuối, mà ở đây thì diễn viên có thể là chỉ diễn đến cái phần mà cái mâu thuẫn của vở kịch đặt ra thôi, và sau đó thì diễn viên dừng lại và có thể hỏi khán giả là: các bạn ơi, tôi đang băn khoăn quá, hoặc tôi đang lúng túng quá, tôi đang khó nghĩ quá, và bây giờ tôi không biết nên làm gì đây. Thế thì và khán giả ngồi dưới thì có thể đưa ra những cái phương án để mà giải quyết cho sự gợi ý những phương án giải quyết cho diễn viên, và thậm chí có thể là không phải là chỉ đưa ra phương án, mà thậm chí tác giả có thể là lên sân khấu và cùng diễn với diễn viên trong một cái đoạn của vở kịch thì cũng nghiệp ạ. Vâng, thế thì có nhiều cái hình thức khác nhau để mà tổ chức trong cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Thế có những cái hình thức thì nó có thể tổ chức được ở theo quy mô trường, có hình thức thì tổ chức được cả trong quy mô trường và quy mô lớp học, thì chỗ này là các thầy cô rất là linh hoạt. Về phương pháp thì cũng như vậy, có nhiều cái phương pháp khác nhau trong cái việc tổ chức cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh, ví dụ như là phương pháp hợp tác nhóm, hay là phương pháp nghiên cứu tình huống, hay là phương pháp nghiên cứu trường hợp, rồi phương pháp sắm vai, phương pháp học theo dự án, phương pháp trò chơi, phương pháp tranh biện. Tuy nhiên thì ở đây thì chúng ta cũng cần lưu ý là khi sử dụng mỗi phương pháp này thì chúng ta cần phải chú ý một cái số điểm để cho cái việc sử dụng các cái phương pháp này cho nó hiệu quả hơn. Giờ tôi xin đi vào một vài cái phương pháp cụ thể. Phương pháp thứ nhất là phương pháp hợp tác nhóm, hay là có người thì còn gọi là phương pháp làm việc theo nhóm, có người thì gọi là phương pháp hợp tác theo nhóm, vân vân. Thế thì có một số điểm mà chúng ta cần chú ý khi sử dụng cái phương pháp này như sau. Thứ nhất ý là chúng ta cần linh hoạt trong cái việc phân nhóm. Cái việc phân chia nhóm thế nào ấy, thì nó nên là tùy thuộc vào cái tính chất cái hoạt động nhóm của chúng ta. Có thể là chúng ta có thể phân nhóm một cách ngẫu nhiên theo cái điểm danh, hoặc là theo cái có thể phân nhóm theo cái chỗ ngồi, có thể phân nhóm theo cái năng lực sở trường của học sinh. Ví dụ như em mà có khả năng về vẽ thì chúng ta phân thành nhóm gọi là nhóm họa sĩ, và những em mà có khả năng về múa hát tập thơ thì chúng ta có thể phân vào cái nhóm gọi là nhóm nghệ sĩ, hay là có em mà nó có khả năng thuyết trình thì các thầy cô có thể phân nó vào cái nhóm nó gọi là nhóm ngôn miệng, vân vân. Thế thì tùy cái việc chúng ta phân, hoặc là thậm chí có những cái trường hợp chúng ta phân theo giới tính. Trong những cái trường hợp mà có những cái chủ đề mà nó có những cái vấn đề mà nó liên quan đến vấn đề về giới tính chẳng hạn, thì ta có thể phân nhóm theo giới tính, thì nó tùy. Cái việc chia nhóm là chúng ta phải chú ý như vậy. Cái thứ hai là cái quy mô nhóm, thì chúng ta có thể là từ nhóm đôi, tức là chia theo cặp, hoặc là có thể là nhóm 4 người, 5 người, 6 người. Nhưng mà một cái nhóm để làm việc hiệu quả thì không nên nhiều hơn quá 8 học sinh, vì nhóm đông quá thì các thầy cô thấy là sẽ dẫn đến cái chuyện là có thể các em, có những em là nó lười, nó ỉ lại vào bạn và nó không làm việc. Và nhóm thì chúng ta phải chú ý đến cái việc phân công cái chỗ ngồi để cho học sinh làm việc nhóm, và cái chỗ ngồi làm việc nhóm thì nó cũng phải tùy thuộc vào cái khu gian lớp học của chúng ta như thế nào để chúng ta phân công. Tuy nhiên thì ta nên cố gắng là phân công cho học sinh khi làm việc nhóm thì em phải có thể ngồi đối diện quan sát được, tức là face to face, mắt đối mặt với nhau để các em cùng làm việc, cùng chia sẻ các cái ý tưởng với nhau được. Chứ còn nếu mà ngồi theo một cái hàng ngang như thế này, ngồi hàng dọc
thì càng khó làm việc theo nhóm. Thứ hai nữa là chúng ta giao nhiệm vụ cho các nhóm thì nó phải rất rõ ràng và cụ thể. Cái nhiệm vụ làm việc nhóm thì có thể là giống nhau giữa các nhóm nhưng cũng có thể mỗi nhóm có cái nhiệm vụ khác nhau. Và khi giao nhiệm vụ cho các nhóm thì chúng ta chú ý là cái phải giao luôn cả cái thời lượng để các em làm việc nhóm. Đây nữa, tức là cái nhiệm vụ giao cho các nhóm thì chúng ta phải cân nhắc về cái độ khó, độ phức tạp của các nhóm, làm sao cho là cái nhiệm vụ làm việc nhóm nó phải đòi hỏi là các cá nhân trong nhóm phải đóng góp những cái công sức, những cái ý tưởng thì mới thực hiện được nhiệm vụ, thì chúng ta hãy giao cho nhóm làm việc. Còn nếu mà những cái nhiệm vụ nó quá đơn giản, chỉ một cá nhân em cũng giải quyết được thì chúng ta không cần phải tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm, vì như thế nó sẽ mất thời giờ của sinh mà không đạt được hiệu quả. Và đã là làm việc theo nhóm, tức là chúng ta phải yêu cầu học sinh là có cái sự phân công trách nhiệm rõ ràng trong nhóm. Tất nhiên là em nào cũng phải có những cái sự đóng góp, những cái ý tưởng, công sức vào cái việc giải quyết nhiệm vụ của nhóm rồi. Thế nhưng mà mỗi mỗi thành viên trong nhóm phải có những cái vai trò nhất định. Ví dụ như là ai là nhóm trưởng, rồi có em nào là thư ký của nhóm để mà ghi chép những cái kết quả làm việc nhóm, hay là có em thì phụ trách cái cơ sở vật chất của nhóm để chuẩn bị những cái nguyên vật liệu cần thiết cho nhóm hoạt động, hay là có em thì làm cái nhiệm vụ liên lạc giữa nhóm với giáo viên, liên lạc giữa nhóm mình với các nhóm khác, vân vân. Rồi ai sẽ là cái người phát ngôn của nhóm, sẽ lên trình bày giới thiệu cái kết quả thảo làm việc nhóm với các nhóm khác và với thầy cô giáo. Thế thì cái chỗ này là chúng ta phải đòi hỏi học sinh là phải có cái sự phân công nhiệm vụ rõ ràng khi làm việc đó. Một cái điểm nữa là khi mà học sinh làm việc nhóm thì giáo viên không phải là chúng ta sẽ ngồi chỗ để chúng ta làm việc riêng của giáo viên, mà chúng ta cần phải quan sát và phát hiện kịp thời xem là học sinh ở các nhóm nhóm nào chúng ta có thể đến các nhóm để lắng nghe, để quan sát các nhóm làm việc, để phát hiện kịp thời ra những cái khó khăn vướng mắc của nhóm, để có những cái hỗ trợ cần thiết cho các em, giúp cho các em làm việc nhóm hiệu quả. Hết cái thời gian làm việc nhóm thì mặc dù có thể có những cái nhóm chưa xong thì chúng ta cũng yêu cầu tất cả dừng lại, làm được đến đâu cũng dừng lại nếu như đã hết được thời gian làm việc nhóm, và chúng ta tổ chức cho các nhóm báo cáo cái kết quả làm việc nhóm. Và cái việc các em báo cáo kết quả làm việc nhóm này thì có thể là chúng ta đa dạng để cho học sinh nó có thể lựa chọn những cái hình thức và báo cáo kết quả khác nhau, như tôi đã nói ở cái phần đầu, tức là học sinh thì có thể là trình bày cái kết quả thảo làm việc nhóm bằng miệng, các em cũng có thể là vẽ tranh, em có thể vẽ sơ đồ, em có thể viết ra giấy không, rồi các em dán lên làm thành những cái triển lãm, hoặc là các em có thể là trình bày dưới dạng một cái tiểu phẩm cũng được. Vâng, thì có rất nhiều những cách khác nhau để cho các nhóm báo cáo kết quả. Và khi mà các nhóm báo cáo kết quả thì các thầy cô chú ý là ta đừng vội đưa ra cái nhận xét đánh giá của mình vội, mà tốt nhất là chúng ta nên tổ chức cho học sinh đánh giá đồng đẳng lẫn nhau. Em đưa ra những cái nhận xét, đưa ra những bình luận, đưa ra những ý kiến bổ sung cho nhau, và giáo viên là cái người cuối cùng tổng kết lại các ý kiến và kết luận. Thế thì cái đấy là cái chúng ta chú ý. Cháu ơi, đây này, tắt cái slide không chạy, slide không chạy. Tôi lấy ví dụ như là ở cái chủ đề em với thiên nhiên và môi trường, thì trong cái nội dung thứ nhất về cảnh quan thiên nhiên quê hương tôi thì các thầy cô thấy là có cái hoạt động hai là cái hoạt động thực hành ấy,
thì giáo viên sẽ tổ chức cho học sinh thiết kế sản phẩm về cảnh quan thiên nhiên ở địa phương. Và cái việc thiết kế sản phẩm này là học sinh sẽ được làm việc theo nhóm theo cái phương pháp học tập của mình. Một cái phương pháp thứ hai nữa mà chúng ta cũng thường hay sử dụng ở trong cái tiết hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, đó là phương pháp nghiên cứu trường hợp, hay là cũng có người còn gọi là nghiên cứu trường hợp điển hình. Thì trong cái phương pháp này thì bản chất của nó là giáo viên sẽ đưa ra một câu chuyện có thật trong thực tiễn, hoặc là một câu chuyện mà được viết, được dựng lên dựa trên những cái trường hợp thường xảy ra trong thực tiễn của học sinh để mà minh chứng cho một vấn đề. Và khi mà thực hiện cái phương pháp này ấy, thì cái câu chuyện đó thì có thể viết bằng văn bản viết, mà cũng có thể thông qua cái băng, một cái video clip hoặc là một cái đoạn băng cassette. Và khi mà chúng ta sử dụng phương pháp này thì chúng tôi lưu ý các thầy cô một số cái điểm như sau. Thứ nhất là cái trường hợp điển hình mà chúng ta đưa ra cho học sinh nó phân tích ấy, thì nó phải phù hợp với chủ đề mà có trải nghiệm. Thứ hai là nó phải phù hợp với cái trình độ của học sinh lúc này, và thứ ba là nó phải phù hợp với cái thời lượng cho phép. Thường thì một cái trường hợp điển hình nếu mà viết trên cái văn bản viết thì cố gắng là chỉ dài được khoảng 1/3 trang đến một nửa trang, và cùng lắm là 1 trang giấy thôi, trang trang giờ sách giáo khoa thôi, chứ không nên là dài hơn. Bởi vì nếu dài hơn thì học sinh nó sẽ mất nhiều thời gian để đọc, hoặc là mất nhiều thời gian để học sinh xem video chẳng hạn, thì như vậy nó sẽ bị ảnh, nó sẽ làm ảnh hưởng đến các hoạt động khác tiết học. Cái thứ hai nữa chúng ta cần lưu ý là kèm theo cái trường hợp của chúng ta đưa ra như vậy thì chúng ta phải đưa ra các cái câu hỏi định hướng để cho học sinh suy nghĩ, thảo luận, phân tích cái trường hợp của mình đó. Cái thứ ba nữa là tùy từng cái trường hợp mà chúng ta có thể tổ chức cho học sinh cả lớp cùng nghiên cứu một trường hợp, hoặc là chia ra cho mỗi nhóm nghiên cứu một trường hợp khác nhau. Thì cái này là cũng linh hoạt của giáo viên. Và một cái điểm nữa là cái phương pháp nghiên cứu trường hợp thì nó không phải là phương pháp nghiên cứu tình huống. Thế thì nó khác cái nghiên cứu tình huống thế nào? Thì bây giờ chúng ta hãy xem xét của phương pháp nghiên cứu tình huống, sau đó ta sẽ so sánh các phương pháp lại với nhau. Giờ chúng ta có thể là lấy một cái ví dụ về cái phương pháp nghiên cứu trường hợp. Ví dụ như là ở trong cái chủ đề về rèn luyện bản thân thì thưa các thầy cô, là trong cái nội dung về quản lý chi tiêu thì để học sinh khám phá được cái kinh nghiệm bản thân về cái kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm tiền, thì các tác giả có tổ chức cho học sinh là phân tích một cái trường hợp điển hình. Cái trường hợp đó như sau: năm nay bố mẹ cho phép Hằng tự tổ chức sinh nhật của mình và mời nhóm bạn thân đến dự. Bố mẹ Hằng là công nhân, hôm đó phải tăng ca đến đêm muộn nên không kịp về dự sinh nhật con. Mẹ đã cho Hằng 300.000 đồng để tổ chức sinh nhật. Hằng dự định mua bánh sinh nhật, nến hoa và một phông nền thật đẹp. Tuy nhiên, nếu đặt làm phông nền thì rất đắt và số tiền mẹ cho sẽ không đủ. Do vậy, Hằng đã quyết định chỉ mua phụ kiện về để tự trang trí. Như vậy, vừa theo được ý mình, vừa không vượt quá số tiền mẹ cho, thậm chí có thể tiết kiệm được khoảng 50.000 đồng. Tuy nhiên là trong cái buổi sinh nhật, các bạn đề nghị dùng thêm trà sữa. Hằng thoáng giật mình khi nghĩ đến số tiền có thể tiết kiệm. Nhưng hôm nay là sinh nhật của em, các bạn ấy đang rất vui vẻ nên Hằng đã gật đầu đồng ý. Như vậy là cái trường hợp được giới thiệu ở trong sách là như vậy. Và câu hỏi hướng dẫn học sinh gợi ý phân tích trường hợp như sau. Câu thứ nhất: bạn Hằng đã chi tiêu cho sinh nhật của mình như thế nào? Cách chi tiêu đó có phù hợp không? Câu hỏi thứ hai: bạn Hằng
có kiểm soát được các cái khoản chi tiêu của mình không? Vì sao? Vì sao gia đình? Thế thì các thầy cô thấy là đây là một cái ví dụ về cái việc sử dụng cái phương pháp nghiên cứu trường hợp trong cái pha khám phá của cái nội dung này. Thế bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phương pháp thứ hai là phương pháp nghiên cứu tình huống. Nghiên cứu tình huống thì đây là cái phương pháp mà học sinh phải tự lực giải quyết một cái tình huống thực tiễn và phải đưa ra các cái phương án để xử lý giải quyết vấn đề mà tình huống đó đặt ra. Và cái phương pháp nghiên cứu tình huống này thì các thầy cô thấy là được sử dụng rất là nhiều trong cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cũng như trong một số cái môn học khác, đặc biệt là cái môn giáo dục công dân, đúng không ạ? Vâng, thì đưa ra rất nhiều, sử dụng rất nhiều cái phương pháp nghiên cứu tình huống này. Thế thì khi và cái phương pháp này tôi tin là các thầy cô chúng mình thì đã trong thực tiễn rất nhiều rồi, và nhiều thầy cô đã sử dụng rất giỏi phương pháp này rồi. Thế thì tôi chỉ xin có một số cái điểm lưu ý này thôi. Cái thứ nhất là về tình huống mà chúng ta sử dụng khi mà đưa ra cho học sinh xử lý giải quyết ấy, thì thứ nhất là nó phải phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh. Bởi vì nếu mà khó quá thì học sinh nó không làm được, mà nếu dễ quá thì học sinh nó sẽ thấy nhàm, nó không thích, đúng không ạ? Và một cái điểm thứ hai nữa là cái tình huống thì phải để mở, không được đóng, và nó phải đưa ra nhiều, nó phải trong cái tình huống đó phải chứa được nhiều cách giải quyết khác nhau, chứ không phải chỉ một cách hai cách thì không, người ta không cần đưa ra để cho học sinh giải quyết làm gì, đúng không ạ? Cái điểm thứ ba xin các thầy cô lưu ý là khi chúng ta tổ chức cho học sinh giải quyết tình huống thì chúng ta cố gắng là tổ chức cho học sinh thực hiện theo các cái bước như sau. Thứ nhất là học sinh phải làm rõ tình huống và xác định rõ cái vấn đề cần được giải quyết trong tình huống là gì. Bởi vì để giải quyết tình huống thì trước hết học sinh phải rõ được cái tình huống xảy ra như thế nào và vấn đề cần giải quyết ở đây là gì. Cái thứ hai là các em phải phán đoán, phải liệt kê được tất cả các cách giải quyết có thể giải quyết ở để giải quyết vấn đề đặt ra trong tình huống này. Có bao nhiêu phương án, các em phải liệt kê được. Và trên cơ sở liệt kê được các phương án như vậy thì các em phải tiến hành phân tích đánh giá những cái mặt được, mặt lợi, mặt tích cực cũng như là cái mặt chưa được, chưa tích cực, thậm chí là có hại của cái phương án đó. Nếu chúng ta sử dụng phương án đó thì cái điều gì sẽ xảy ra, tức là phải phân tích đánh giá cái kết quả nếu chúng ta sử dụng một phương án như thế nào. Sau đó thì phải tổ chức cho học sinh so sánh cái kết quả nếu các em thực hiện mỗi phương án, xem phương án nào là cái phương án mà cái tích cực, cái lợi, cái hay, cái tốt nhiều hơn cái tiêu cực, cái hạn chế. Phương án nào là cái phương án là cái tích cực, là cái cơ bản, cũng khả năng mình mở là nhỏ và có thể hạn chế được. Và trên cơ sở so sánh cái kết quả thực hiện các phương án như vậy thì học quyết định lựa chọn phương án nào là phương án cần đánh là tối ưu hơn cả. Và khi mà chúng ta sử dụng cái phương án này, cái kinh nghiệm này, phương pháp này cho học sinh thì chúng ta phải chú ý là khi chúng ta đưa ra tình huống rồi thì chúng ta phải dành cái thời gian cho học sinh suy nghĩ, thực hiện các cái bước giải quyết vấn đề và tìm ra cái phương án giải quyết. Phải tiết kiệm thời gian thích hợp của học sinh làm việc này. Và cuối khi sau khi chúng sinh đã hoàn thành cái việc nghiên cứu tình huống rồi thì chúng ta phải tổ chức cho sinh thảo luận để rút ra cái bài học các em có thể vận dụng được vào trong cái giải quyết những cái tình huống tương tự trong thực tiễn cuộc sống của các em. Thế thì giữa cái phương pháp nghiên cứu tình huống với cái phương pháp nghiên cứu trường hợp thì chúng ta thấy là nghe thì có vẻ gần như giống nhau, nhưng thực tế nó là hai phương pháp khác nhau. Nó khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở cái thứ nhất là cái tình huống trong cái phương pháp nghiên cứu trường hợp thì nó là tình huống đóng,
Tức là trong cái trường người hợp ta đó, đã nói người rõ ta được tình đã huống nói xảy rõ ra được như tình tình thế huống xảy nào ra như và thế cách nào ứng xử và của cách nhân vật ứng xử của nhân vật trong tình huống đó là trong tình như thế huống nào đó rồi, là như người thế ta nào đã đưa trước người cách ta ứng đã xử đưa của trước nhân vật cách ứng trong xử tình của huống nhân rồi. vật trong tình huống rồi. Còn cái trong phương pháp Còn nghiên cứu cái thị trong trường phương thì pháp nghiên chúng cứu tôi thị quan trường phải cái là tình tình huống huống đưa mở ra phải là đúng mở, hoàn toàn mở mở hoàn chưa toàn có mở, cách ứng chưa có cách ứng xử. thế còn nhiệm vụ Thế của còn nhiệm học vụ sinh của trong cái học phương pháp sinh nghiên trong cứu cái trường phương pháp hợp nghiên cứu là trường hợp học sinh phải là nhận học xét sinh phải đánh nhận giá xét đánh giá cái cách ứng cái xử cách cái cách ứng hành xử động cái cách cái cách hành giải động quyết vấn cái cách đề giải của quyết cái vấn nhân đề vật của trong cái trường nhân hợp vật trong trường là hợp phù hợp hay là chưa phù hợp phù hợp, hay chưa phù hợp phù ở chỗ hợp nào, phù chưa hợp phù ở hợp chỗ chỗ nào nào, chưa phù hợp ở chỗ còn nào. trong phương pháp nghiên cứu Còn tình trong phương huống pháp nghiên cứu tình thì huống nhiệm vụ của học thì sinh nhiệm vụ của học là sinh là phải phải đưa ra cái đưa phương ra án cái nào phương đem án cho nào tối đem ưu cho này tối để ưu hơn cả xử lý giải để quyết vấn sớm đề để mà giải tình huống quyết đó vấn đặt đề ra. mà tình huống đó đặt Như ra. vậy là Như vậy chúng ta là thấy được giữa chúng hai ta thấy cái được phương giữa pháp nào hai cái phương nó pháp là này khác nhau, nó là đúng khác không? nhau, đúng không ạ? Khác nhau từ cái Khác nhau đầu từ tiên cái là đầu tình tiên huống và là cách tình nào, huống một và cách bên là nào, tình huống một lỏng, bên là tình huống nếu lỏng, đấy ở trong phương nếu pháp đấy nghiên ở cứu trường trong hợp, phương pháp nghiên cứu còn trường hợp, trong phương pháp nghiên cứu còn tình trong huống phương là pháp nghiên cứu tình tình huống huống là là tình tình huống huống mở phải là tình để huống mở mở, cách giải quyết. để mở cách giải quyết. Thứ hai là cái nhiệm Thứ vụ hai học là cái sinh nhiệm trong vụ phương của học pháp sinh nghiên cứu trong trường hợp phương pháp nghiên cứu trường là hợp học sinh phải đánh là học giá, sinh phải đánh nhận giá, xét, bình nhận luận, xét, bình xem luận, là cái cách xem là cái cách ứng xử, cách ứng giải xử, đáp vấn đề cách của giải nhân quyết vật vấn đề trong của cái nhân trường vật hợp trong theo cái như trường hợp đó để hình là tạo phù hợp với trường là hợp phù như hợp thế với nào. trường Còn hợp. thì cái nhiệm vụ Còn học thì sinh cái trong nhiệm phương vụ pháp học nghiên sinh cứu trong trường phương hợp pháp nghiên cứu lại tình khác, huống lại khác, vì tình huống đó để vì mở tình huống đó trên để vấn đề mở ở đây là trên em vấn phải đề ở đây đưa là ra em cái phải phương án đưa ra cái xử phương lý án giải quyết nào, xử lý em giải cho quyết là nào phù mà hợp em nhất cho là và phù tối hợp ưu nhất nhất cho là cái tối trường ưu nhất hợp. trong Thế phương còn pháp cái hai nghiên cứu. và Thế cái thì ba đấy là hai cái phương pháp về bản chất chất là là khác khác nhau. nhau. Tuy nhiên trong thực tế Tuy nhiên trong thực thì tế nhiều khi người ta thì nhiều cũng khi người kết ta cũng hợp cả sử hai phương kết pháp hợp này. cả hai phương pháp Cái hình này. thức kết hợp là Cái như hình thế thức này kết hợp là như là thế người ta này cũng đưa ra là một người cái ta trường cũng hợp đưa ra một cái trường hợp đóng rồi đóng là người rồi ta cho học và sinh người phân ta tích cho học sinh phân đánh tích giá xem là đánh giá xem là cái cách hành cái cách xử giải quyết vấn cái đề của cách nhân giải vật quyết ở vấn đề tình của huống nhân đó vật trong tình là huống đó là phù hợp hay chưa phù hợp hay chưa phù hợp phù chỗ hợp nào. hay chưa phù hợp Sau chỗ đó nào thì người ta hỏi sau sinh đó thì một người ta câu hỏi là học sinh một nếu câu em là là bọ nếu em bạn là bọ trong tình bạn huống đó thì trong em tình có huống thể đó thì có em có thể một có cái cách xử lý một khác cái như cách thế xử nào lý khác như thế và nào học sinh sẽ và đưa ra học cái cách sinh sẽ đưa xử ra lý cái cách riêng xử của lý mình riêng của mình thì ta cũng có thể cái có thì những ta cái cũng kết có hợp thể có những cái kết hợp hai cái phương pháp hai cái phương pháp dưới cái hình thức ấy dưới cũng cái được hình thức ấy và cũng được em ta thử là lấy một em cái ví ta dụ thử là về lấy phương một cái pháp ví nghiên cứu dụ tình về huống phương pháp ở nghiên cứu trong tình sách ở trong giáo sách giáo khoa khoa lớp 7 bảy và sử sau dụng như sau ví dụ ví dụ như ở cái phần như về ở cái cái phần về cái rèn luyện bản thế thân thì thế thì học sinh có thể học là sinh có thể là rèn luyện cái kỹ năng rèn kiểm luyện soát cái kỹ năng kiểm chi soát tiêu và tiết kiệm chi tiền tiêu và tiết kiệm thông tiền qua cái việc là thông qua cái việc xử là lý hai xử tình lý huống sau hai tình huống là tình sau huống thứ nhất tình huống thứ mẹ nhất đưa cho Lan mẹ 100 đưa nghìn cho đồng Lan để đi 100 chợ nghìn mua đồng thức ăn đi chợ mua thức vừa ăn ra đến chợ vừa ra Lan đến gặp chợ cô hàng Lan gặp xóm cô hàng xóm mua người bán cá và mời đàn cá em tươi mua mớ với cá tươi giá 90 với nghìn giá đồng 90 nghìn Lan đồng muốn mua ủng hộ Lan muốn cô mua ủng nhưng hộ mẹ cô Lan phải nhưng mua mẹ cả Lan phải mua rau cả cả những cái rau đấy và mắm muối nữa. thế thì bây giờ Thế thì bây giờ nếu em là bạn Lan nếu em là thì bạn Lan thì em sẽ làm gì làm gì để để được cái việc thể biết hiện kiểm được cái soát việc biết chi kiểm tiêu soát và tiết kiệm chi tiền. tiêu và tiết kiệm Tình tiền huống hai tình huống là hai Hà có 300 là nghìn Hà đồng có tiền mừng 300 tuổi nghìn đồng tiền mừng tuổi Tình huống Vâng, thứ hai tình huống thứ là hai là Hà có 300.000 đồng Hà có tiền 300 mừng nghìn đồng tuổi. tiền Em mừng dự tuổi, định dùng em số dự tiền định này để dùng mua số một tiền chiếc này áo để ấm, mua một chiếc vì áo chiếc ấm, áo đang mặc vì là chiếc cũ áo và đang duyên mặc ngắn, đã cũ và nhưng hơi ngắn, vẫn tạm nhưng mặc vẫn được. tạm mặc Tuy được. nhiên đợt này Tuy công nhiên việc đợt của bố này Hà công việc của bố gặp Hà gặp nhiều nhiều khó khăn khăn, nên nên chi chi phí phí sinh sinh hoạt hoạt trong trong gia gia đình đình cũng thế hạn bây giờ hẹp. nếu em là Thế bây Hà giờ nếu em thì là em Hà sẽ thì em sẽ làm gì làm để gì? mà
để mà thể hiện được cái kỹ năng kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm tiền trong cái tình huống này. Thế thì đấy là ví dụ về cái việc sử dụng cái phương pháp nghiên cứu tình huống trong cái sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm như vậy. Phương pháp tiếp theo đó là phương pháp sắm vai. Thì phương pháp này thì chúng ta thấy cũng được sử dụng rất nhiều trong hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, cũng như trong giáo dục công dân, rồi môn ngữ văn, có thể là môn lịch sử nữa, đúng không ạ? Vâng, thì đây là cái phương pháp mà trong đó thì học sinh được thực hành cái cách ứng xử hoặc là bày tỏ những cái thái độ trong những cái tình huống giả định. Và khi mà các thầy cô sử dụng phương pháp này thì xin các thầy cô cần lưu ý một số điểm sau. Thứ nhất là cái tình huống sáng mai thì nó phải phù hợp với chủ đề của hoạt động trải nghiệm, rồi nó phải mang cái tính mở và nó phải phù hợp với cái khả năng của sinh. Và khi chúng ta tổ chức cho sinh sáng mai thì chúng ta cần phải tổ chức cho sinh thẩm nhóm để mà đưa ra cái cách ứng xử trong cái tình huống đã. Em phải thống nhất với nhau là cách ứng xử trong tình huống này thì nên chọn cách ứng xử này như thế nào. Thì trước khi các em sắp vai thì các em phải thẳng thắn chuẩn bị đã, và em phải xây dựng kịch bản, phân vai với nhau. Và cái phương pháp sắm vai này thì các thầy cô thấy là nó kết hợp rất là chặt chẽ với cái phương pháp nghiên cứu tình huống. Nói cách khác là trước khi sắm vai thì các em phải xử lý được tình huống đã thì các em mới sắm vai. Và các em thì có thể sắm vai và các em làm thành cái tiểu phẩm từ đầu đến cuối. Nhưng mà các em cũng có thể là xây dựng cái kịch bản sắm vai theo hướng kịch tương tác. Vâng. Để mà cho các bạn cả lớp cùng tham gia vào để các cách sắm vai với nhau. Và sau cái phần sắm vai của mỗi nhóm thì chúng ta cần tổ chức cho sinh thảo luận để mà nhận xét, để mà khi các em đã đóng vai thì có thể nêu những cái cảm nhận của bản thân khi mình sắm cái vai diễn đó, hoặc là để cho các bạn trong lớp cùng thảo luận, nhận xét, bình luận và đưa ra những cái cách giải quyết khác nếu có. Và học sinh phải rút ra được cái điều học được sau khi mà kết thúc vở kịch, và giáo viên sẽ là người cuối cùng để tổng kết các ý kiến và kết luận. Chúng ta có thể lấy ví dụ như là trong cái chủ đề về em với cộng đồng, thì trong cái hoạt động luyện tập thì các tác giả cũng đã thiết kế một cái hoạt động yêu cầu học sinh là sắm vai, thể hiện cách cách ứng xử khó văn hóa và tôn trọng sự khác biệt. Ví dụ như là cái tình huống như thế này, ví dụ như là tình huống ngày mùng ba Tết, Hưng cùng bố mẹ và anh trai sang nhà Bắc Thủy chúc Tết. Ngày Tết mà gia đình Bắc Thủy không khác gì ngày thường, vì không có hoa và đồ trang trí. Bác Thủy mời cả nhà ăn món chè lam, nhưng Hưng nhất quyết từ chối. Quay sang nói với anh trai: sao đồ ăn như thế này mà bác ấy cũng mời được trong ngày Tết nhỉ? Thế bây giờ nếu em là anh trai bạn Hưng thì em sẽ có cái cách ứng xử như thế nào để thể hiện được cái ứng xử văn hóa và tôn trọng cái sự khác biệt trong tình huống. Hay là cái tình huống hai là nhà trường tổ chức cho học sinh tham quan một tỉnh miền núi, lớp của Bạc Long được giao nhiệm vụ chuẩn bị phương tiện, trang phục và các tiết mục văn nghệ để giao lưu địa phương với người dân địa phương. Bạn ấy nói cùng trên này chắc người dân thích nhảy sạp đốt lửa trại, họ có thể không biết nhảy hay nhảy thế nào nên chúng mình chẳng cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng tâm lý. Bây giờ nếu em là các bạn cùng lớp với bạn Long thì khi mà nghe bạn nếu em là bạn Long khi mà nghe bạn Huy nói như vậy thì em sẽ làm gì, ứng xử như thế nào? Và thế thì đấy là yêu cầu về phương pháp sắm vai trong một cái tình huống cụ thể chủ đề này.
có một cái phương pháp có nữa một cái phương mà pháp chúng nữa tôi cũng muốn chia mà chúng sẻ tôi với muốn thầy chia cô, đấy sẻ là các thầy chuyên cô, biệt. đấy là phương pháp Có chuyên thể biệt. nói cái chuyên Có biệt thể đó nói là cái một chuyên biệt phương này pháp nó là một mới phương pháp khá là đối mới với đối với các trường và các giáo các viên chúng trường và ta. các giáo viên chúng ta. Chuyên biệt nó là cái phương Chuyên pháp biệt nó là cái phương pháp mà chúng mà ta có thể đưa chúng ra ta một có cái thể ý đưa kiến, ra một một quan cái điểm, ý kiến, một và quan ý điểm, kiến quan điểm và ý nó có kiến thể quan là điểm không đó có đúng thể hoặc là dương âm tính, tính hoặc đúng dương không? tính, Sau đúng đó không? thì chúng ta Sau chia đó hợp thì chúng sinh ta thành chia hai hợp sinh đội, thành một hai đội đội, ủng hộ một và một đội đội ủng phản hộ đối và một một cái phản ý kiến đối với quan điểm cái ý kiến quan điểm và đó. tiếp theo thì Và tiếp chúng theo ta sẽ thì dành một cái chúng thời ta gian sẽ thích dành hợp cái thời gian để thích cho hợp hai đội để cho hai đội chuẩn bị những cái lý chuẩn lẽ, bị những những cái cái lập lý luận, lẽ, những cái lập rồi những luận, cái ví dụ rồi cụ những cái thể ví dụ để cụ mà thể lý giải, để để mà mà minh minh giải chứng cho và cái minh sự chứng đúng đắn cho cái sự đúng của đắn đội một, tức của là mình, để nó tức minh là chứng cho cái để việc minh là chứng em cho ủng cái việc hộ là hay em là ủng ở hộ cái việc hay là đấy, cho cái việc phản đối. và và khi học sinh đã chuẩn sau bị khi học sinh cho đã cái chuẩn lập bị luận lý rồi, lẽ lập luận cái ví dụ rồi, rồi cái ví chúng ta dụ sẽ rồi tổ chức thì chúng ta chúng ta tranh tổ luận với chức cho nhau học sinh tranh luận với và lần nhau lượt từng và nhóm lần một lượt sẽ từng trình cái bày nhóm một sẽ trình bày ý kiến của ý những cái kiến lập luận quan những điểm cái của lập nhóm luận mình quan điểm và của cảm mình xúc một của cách rõ ràng và mình thuyết phục nhóm kia thì có và quyền nhóm kia thì thì nghe có quyền và phải có quyền nghe đặt câu và hỏi có quyền đặt rồi câu hỏi rồi có thì thể đưa ra nó những có ý thể kiến để đưa ra phản những ý kiến để bác phản ý kiến phản của bác nhóm cái ý bác kiến của nhóm bạn. Tuy nhiên thì khi mà Tuy nhiên thì sử khi mà sử dụng cái dụng phương các pháp này thì chúng tôi chú ý là học thái sinh độ phải có là cái thái độ chân là thành chân thành, cởi mở, cởi mở, chia chia sẻ sẻ các các cái ý ý kiến niềm của mình mà mình tôn nhưng mà phải trọng tôn trọng đội cái bạn đội và bạn lắng nghe và tiếp lắng nghe nhận ý kiến và tiếp của nhận ý kiến của đội bạn. Và thưa các thầy cô và là thưa các thầy cô là trong cái phần trong cái phần khi mà tổ chức cái phương khi pháp mà tổ này chức cái phương thì pháp này thưa thầy cô là thì chúng ta thưa các có thầy thể cô là chúng ta đưa có ra thể những ý kiến quan đưa điểm ra những ý kiến và quan điểm chúng ta và đều chúng ta là đề nghị học sinh ai ủng hộ thì bằng ai ủng một hộ thì bằng một hai phần đối là ai phần đối thì bằng một thì đấy cũng là cách thì đấy cũng là một cách cách thứ và hai cũng có một cách thứ là hai là có thể là chúng ta chia chia ngẫu nhiên một tổ là tổ ủng hộ và một tổ một số học sinh và một vấn đề bây giờ và vấn đề bây giờ là đưa em phải đưa chuẩn bị cái lý lẽ những cái lập luận những quan điểm những cái ví dụ ủng hộ hoặc là ủng hộ hoặc là phản đối cái quan điểm mình cho và cái phương pháp này thì rất là tốt cho cái việc là học sinh phát triển cho học sinh cái kỹ năng tư duy biện chứng tư duy phê phán rất tốt cho học sinh trong cái việc rèn luyện cái tư duy sáng tạo rèn luyện cái khả năng thuyết trình của các em và chúng ta nên sử dụng phương pháp này trong cái việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở trong cái sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 ngày thì đã có những cái ví dụ như là trong cái phần về cái chủ đề về hiểu bản thân chọn nghề phù hợp để chọn nghề phù hợp thì chúng ta có thể đưa ra những cái quan điểm về cái việc chọn nghề nên là chọn nghề phù hợp với bản thân hay là nên chọn những cái nghề mà chỉ nên chọn cái nghề mà kiếm được nhiều tiền cái nghề mà ăn được xã hội trọng dụng và không cần thiết là phải chú ý đến những cái khả năng của bản thân người ta có thể đưa ra một cái quan điểm trái chiều như vậy quan điểm âm tính như vậy để xin được thảo luận hay là khi mà tổ chức cho học sinh thảo luận về cái tìm hiểu về cái chủ đề về cái văn hóa ứng xử chủ đề về em với cộng đồng chẳng hạn thì ta có thể đưa ra cho học sinh những cái quan điểm ví dụ như là mạng xã hội là cái nơi tốt nhất để mà kết bạn để tìm những người bạn tốt thế thì đấy là một cái quan điểm âm tính thế thì học sinh có thể đưa ra những cái lý lẽ cái lập luận những cái ví dụ để mà ủng hộ và phản đối quan điểm đấy. Thì là trong quá trình mà chúng ta tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh, chúng ta có thể thiết kế những cái quan điểm có thể âm tính, có thể dương tính mà gắn với cái chủ đề hoạt động trải nghiệm để tổ chức cho học sinh trải nghiệm thì sẽ rất là tốt và để cho học sinh có thể củng cố lại hệ thống hóa lại những cái tri thức, những cái kinh nghiệm mới của các em cũng như là phát triển kỹ năng tư duy phê phán, kỹ năng tư duy sáng tạo cũng như là cái năng lực thuyết trình của học sinh. Anh
một phương pháp nữa, là một phương pháp nữa mà chúng ta cũng sẽ được sử dụng nhiều trong cái hoạt động chế nghiệp hướng nghiệp, và đó là cái phương pháp kết hợp dự án trình tự luận, phương pháp dự án project method. Thế thì đây là cái phương pháp mà trong đó thì học sinh sẽ cái việc học tập học sinh sẽ được thực hiện thông qua một loạt các cái thao tác, từ việc xác định chủ đề, mục tiêu nghiên cứu đến việc lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, ra quyết định, tạo dự án, đánh giá và trình bày sự thật. Thế thì đây là cái phương pháp mà chúng ta thấy là đã được thực hiện khá là nhiều kể từ tiểu học. Tuy nhiên thì cái phương pháp này cũng không phải là chủ đề nào chúng ta cũng nên thực hiện trong một học kỳ, thì chúng ta cũng chỉ nên tổ chức cho các em thực hiện cái dự án học tập bằng một hai dự án thôi, mất khá nhiều thời gian cho chúng ta nên phải cân nhắc thời lượng tổ chức sinh học tập phương án này theo cái phương pháp này. Tuy nhiên đây là một phương pháp rất là tốt, rất là tốt và tuyệt vời trong cái việc phát triển nhiều cái năng lực trong sinh, đó là cái năng lực hợp tác, năng lực tự học, năng lực hợp tác, rồi kỹ năng để tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng thuyết trình, năng lực lập kế hoạch và nhiều kỹ năng cần thiết khác. Ví dụ như là trong cái chủ đề về khám phá thế giới nghề nghiệp địa phương, thì chúng ta có thể tổ chức cho học sinh thực hiện lập kế hoạch và thực hiện cái kế hoạch, cái dự án về cái tìm hiểu đặc trưng của số nghề địa phương. Ví dụ như ở trang 56 của sách giáo khoa của chúng ta thì cũng đưa ra một ví dụ để mà hướng dẫn học sinh lập kế hoạch dự án và thực hiện cái dự án về tìm hiểu đặc trưng của số nghề địa phương. Bây giờ chúng tôi xin sang cái phương pháp tiếp theo, cái phần tiếp theo là phần đánh giá. Thì thưa các thầy cô, là cái việc đánh giá cái kết quả hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp học sinh, thì cho đến giờ phút này thì chúng ta sẽ thực hiện theo cái thông tư số 22 năm 2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Trong cái mục nói về cái quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, mục đích đánh giá thì các thầy cô biết rồi, là mục đích đánh giá bây giờ thì là nhằm thu thập những cái thông tin chính xác kịp thời có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt so với chương trình học sinh, đánh giá cái sự tiến bộ của học sinh trong và sau những cái giai đoạn trải nghiệm, và kết quả đánh giá sẽ là cái căn cứ để định hướng cho học sinh tiếp tục rèn luyện hoàn thiện bản thân mình, và cũng là cái căn cứ quan trọng để cho các cái cơ sở giáo dục, các nhà quản lý, các đội ngũ giáo viên điều chỉnh cái chương trình và các hoạt động giáo dục của nhà trường sao cho nó phù hợp hơn với cái đặc điểm. Chú ý là cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thì chúng ta không đánh giá kiến thức, nó khác với các môn học mà chúng ta không quan tâm đến cái việc đánh giá kiến thức, không đánh giá lý thuyết, mà cái việc đánh giá ở đây là chúng ta đánh giá các biểu hiện phẩm chất và năng lực học sinh mà đã được xác định trong chương trình, và cái hình thức đánh giá thì sẽ là nhận xét. Sau khi nhận xét thì có cái xếp loại các em là theo hai mức là đạt yêu cầu và chưa đạt yêu cầu. Và mỗi một cái chủ đề thì đều có các cái tiêu chí đánh giá của chủ đề theo một cái tiêu chí đánh dựa trên các tiêu chí đó mà học sinh sẽ tự đánh giá và đánh giá tổng thể, cũng như là giáo viên sẽ đánh giá học sinh theo các cái mức đạt yêu cầu hay chưa đạt yêu cầu. Phương thức đánh giá thì nó bao gồm có đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Và với các hoạt động giáo dục thì chúng ta nên là lưu ý đến cái phần đánh giá thường xuyên, và cái đánh giá thường xuyên
thì sẽ được mỗi học kỳ thì sẽ chọn hai lần và được thực hiện thông qua cái bước hỏi đáp, viết thuyết trình, thực hành nghiên cứu sản phẩm học tập vân vân, và thường tự thực hiện sau cuối mỗi chủ đề. Thế còn đánh giá định kỳ thì thưa các thầy cô, theo quy định thì là nó bao gồm có đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ, và mỗi lần đánh giá như vậy thì sẽ được thực hiện trong vòng từ 90 phút, từ 60 đến 90 phút trong khoảng thời gian đó, chứ không quy định cứng. Và cái việc đánh giá định kỳ thì có thể thực hiện dưới nhiều cái hình thức, có thể là thông qua cái bài kiểm tra, hoặc là có thể thông qua một cái bài thực hành, hoặc là thông qua một cái dự án học tập. Tôi lấy ví dụ như thế này. Cái đánh giá định kỳ thì không, chúng ta đừng nghĩ rằng là tất cả việc thông qua cái việc mà chúng ta ra những cái đề kiểm tra và các em phải làm cái bài kiểm tra đó, đấy chỉ là một cái hình thức đánh giá định kỳ thôi. Mà cái đánh giá định kỳ chúng ta có thể như này, chúng ta có thể là trong cái giờ đánh giá định kỳ ấy, chúng ta sẽ giao cho mỗi nhóm làm một cái bài thực hành, ví dụ như là đóng vai để thể hiện cái cách ứng xử trong một cái tình huống nào đó, và sau khi học sinh chuẩn bị xong, từng nhóm một em sẽ lần lượt lên để mà đóng vai thể hiện cái cách ứng xử phù hợp trong cái tình huống đã cho. Và cái kết quả đóng vai của nhóm ấy nó sẽ là được đánh giá chung cho cả nhóm, cho tất cả các cái thành viên trong nhóm. Hoặc là có thể đánh giá thông qua cái thực hành và cái sản phẩm khi chúng ta đánh giá mỗi nhóm thì nó sẽ là cái đánh giá nhận xét chung cho cả tất cả các thành viên trong nhóm. Hoặc là chúng ta cũng có thể là tổ chức cái đánh giá định kỳ thông qua những cái sự học tập, ta có thể giao cho mỗi nhóm học sinh thực hiện các cái sự học tập, và đến cái giờ đánh giá định kỳ ta sẽ yêu cầu các nhóm báo cáo cái kết quả thực hiện cái dự án của ta, và cái kết quả thực hiện các cái dự án học tập này sẽ được coi là cái đánh giá chung cho cả các thành viên trong nhóm. Mỗi nhóm, tức là mỗi cái kết quả thực hiện dự án học tập của mỗi nhóm sẽ được coi là cái đánh giá của các cái chất xét đánh giá xếp loại cho nhóm, thì cũng là cái đánh giá xếp loại nhận xét cho tất cả các thành viên trong nhóm. Thì cũng là mỗi và trong cái quy trình để mà cái đánh giá thường xuyên thì xin các thầy cô chú ý là cái quy trình là cần được thực hiện thông qua các cái bước như này. Thứ nhất là học sinh sẽ tự đánh giá, sau đó thì sẽ tổ chức cho học sinh là đánh giá đồng loạt, và tiếp theo là sẽ là cái đánh giá của học sinh và giáo viên, và cái đánh giá của giáo viên này thì sẽ là tổng hợp cái đánh giá học sinh, đánh giá đồng loạt học sinh và cái nhận xét của cha mẹ học sinh, và dựa trên cái kết quả giáo viên đã thu thập được thông qua cái việc quan sát, nhận xét các cái sự hoạt động học sinh. Thế thì cái quy trình đánh giá là như vậy. Và cái phương pháp để mà đánh giá thì chúng tôi xin nói lại là nó sẽ có mấy cái phương pháp chính. Thứ nhất là phương pháp kiểm tra đánh giá qua lời nói, tức là qua những cái ý kiến trình bày của học sinh, hoặc là thông qua cái việc giáo viên quan sát các cái hành vi, các thái độ, các cái ứng xử của học sinh trong suốt cái quá trình mà các em tham gia hoạt động trải nghiệm, cũng như là trong cái quá trình mà các em vận dụng cái kinh nghiệm mới vào trong cái cuộc sống thực tiễn, rồi đánh giá thông qua các cái sản phẩm thực hành của học sinh, thì có nhiều cái phương pháp đánh giá như vậy. Về kết quả đánh giá thì thưa các thầy cô, kết quả đánh giá thì nó là cái kết quả tổng hợp cái đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ về phẩm chất và năng lực, và cái kết quả đánh giá hoạt động trải nghiệm thì sẽ được ghi vào hồ sơ tập học sinh tương đương với một môn học. Các thầy cô thấy là lần này thì trong cái chương trình giáo dục phổ thông mới thì cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thì đã được chú ý trong việc đánh giá, và kết quả đánh giá nó thì tương đương với cái kết quả đánh giá các cái môn học khác.
Bây giờ chúng ta có thể ghi một cái ví dụ minh họa để đánh giá. Ví dụ chủ đề 2 là khám phá bản thân. Vì cái mục tiêu của chủ đề này, tức là học sinh phải nhận diện được điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân trong học tập và trong cuộc sống. Và em phải nhận ra được cái khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân. Và cái tiêu chí đánh giá của chủ đề thì có 5 cái tiêu chí như sau. Tiêu chí thứ nhất là xác định được ít nhất 3 điểm mạnh của bản thân trong học tập và trong cuộc sống. Tiêu chí thứ hai là xác định được ít nhất 3 điểm hạn chế của bản thân trong học tập và trong cuộc sống. Tiêu chí thứ ba là em phải lập được kế hoạch tự hoàn thiện bản thân. Tiêu chí thứ tư là em phải nêu được những cách để kiểm soát cảm xúc tiêu cực. Và tiêu chí thứ năm là em phải nhận ra được những khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân. Thì là 5 tiêu chí để đánh giá chủ đề 2. Và khi tổ chức đánh giá cái chủ đề 2 này thì đầu tiên là chúng ta sẽ cho học sinh tự đánh giá. Và nếu các em sẽ nếu các em thực hiện được từ 3 tiêu chí trở lên thì em sẽ có đạt được tốt. Và nếu em chỉ đạt được 2 yêu cầu trở xuống, tôi xin lỗi trong cái slide này là nó có cái nhầm lẫn một chút. Và nếu các em chỉ thực hiện được 2 cái tiêu chí trở xuống thì các em ở mức là chưa đạt yêu cầu. Sau khi học sinh tự đánh giá rồi thì chúng ta tổ chức cho học sinh đánh giá nồng nặng với nhau. Và các em sẽ đánh giá đồng đẳng với nhau dựa vào cái kết quả tự đánh giá của bạn mình, rồi đánh giá dựa vào cái sự chuẩn bị của bạn mình cho các cái hoạt động trong chủ đề, rồi cái thái độ tham gia vào cái hoạt động của nhóm, xem có tự giác không, có lắng nghe tích cực không, vân vân, rồi cái việc thực hiện cái trách nhiệm của bản thân và cái kỹ năng hợp tác của bạn mình khi mà thực hiện cái nhiệm trong nhóm. Sau khi học sinh đã đánh giá đồng đẳng rồi thì giáo viên sẽ dựa vào cái việc quan sát của cá nhân mình và dựa vào cái tự đánh giá cá nhân học sinh cũng như đánh giá đồng đẳng học sinh để đưa ra những cái nhận xét đánh giá chung và biểu dương những học sinh có kết quả học tập tốt, có nhiều tổng góp cho hoạt động nhóm và kiểu tiến độ. Thì đấy là ví dụ về cái đánh giá cái chủ đề 2. Bây giờ chúng tôi xin nói một chút về cái tài liệu bổ trợ. Thế thì thưa các thầy cô là bổ trợ cho cái sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm ứng nghiệm 7, thì nó có sách giáo viên hoạt động trải nghiệm ứng nghiệm 7, có sách bài tập hoạt động trải nghiệm ứng nghiệm 7 và các cái học liệu điện tử. Thế về sách giáo viên hoạt động trải nghiệm ứng nghiệm 7, có một vài cái câu hỏi thì bây giờ chúng ta sẽ cho các thầy cô nhé. Thì tôi đang nói về cái sách giáo viên thì chúng tôi nói sẽ tí nữa chúng ta sẽ quay trở lại các cái câu hỏi bây giờ. Vâng. Cái sách giáo viên thì thưa các thầy cô là nó được cấu trúc thành hai phần. Phần thứ nhất là một số vấn đề chung, trong đó thì có giới thiệu về cái cấu trúc sách, giới thiệu về cái mục tiêu, nội dung và yêu cầu cần đạt của cái chương trình hoạt động trải nghiệm ứng nghiệm 7, rồi hướng dẫn giáo viên về cái phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động và đánh giá cái kết quả hoạt động trải nghiệm ứng nghiệm 7. Thì đấy là phần chung. Sang đến cái phần thứ hai là hướng dẫn tổ chức các hoạt động trải nghiệm cụ thể. Thế thì họ ở đây thì trong cái mỗi chủ đề thì nó có ba cái loại hình hoạt động là sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt lớp. Cho nên trong sách giáo viên ở cái phần hai này thì cũng sẽ có cái gợi ý hướng dẫn tổ chức từng cái loại hình một, từ cái sinh hoạt dưới cờ đến cái hoạt động giáo dục theo chủ đề và đến cái sinh hoạt lớp. Thứ nhất là về cái tổ chức sinh hoạt giấy cờ thì thưa các thầy cô, cái tiết sinh hoạt giấy cờ thì nó bao gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần hoạt động trào cờ và phần thứ hai là phần hoạt động theo chủ đề. Nó cùng có hai phần như vậy.
Thế thì cái phần thứ nhất thì chúng ta vẫn tổ chức theo cái thông thường như các trường lâu nay vẫn sử dụng, tức là phần chào cờ thì chúng ta tổ chức cho học sinh chào cờ theo nghi lễ. Sau đó thì tổng phụ trách hoặc lớp trực ban sẽ lớp trực tuần thì sẽ báo cáo kết quả thi vừa qua trong tuần vừa qua và phổ biến cái kế hoạch hoạt động chung của mới. Thì đấy là cái phần hình thức chào cờ. Sau đó thì đến cái phần sinh hoạt theo chủ đề. Thì cái phần sinh hoạt theo chủ đề này thì nội dung của nó phải gắn với cái nội dung của hoạt động giáo dục theo chủ đề cho từng lớp. Thì cái hình thức tổ chức thì có thể dưới nhiều hình thức, ví dụ như là diễn đàn học sinh hay là tổ chức giao lưu hoặc tổ chức các cuộc thi hoặc tổ chức hay thi tìm hiểu với các trò chơi lớn vân vân và yêu cầu, tức là với cái hình thức nào thì chúng ta cũng có sự chuẩn bị chu đáo và để tổ chức theo chương trình trải nghiệm, có cái sự phân hóa với học sinh và khối lớp và có cái hoạt động tổng kết và sau nhiệm vụ cho học sinh là tiếp nối sau cái hoạt động chào cờ thì các em phải làm gì sau nhiệm vụ. Đến cái hoạt động giáo dục theo chủ đề thì thưa các thầy cô là như tôi đã nói trước, hoạt động giáo dục theo chủ đề thì phải được tổ chức theo cái quy trình trải nghiệm đa phích tốt mà vận dụng vào trong hoạt động giáo dục. Nó bao gồm có các cái quy trình, nó bao gồm các cái bước như là khám phá, kết nối, thực hành hoặc là rèn luyện hoặc là còn gọi là luyện tập nữa, và bước cuối cùng là vận dụng hay là vận dụng thực tiễn. Thế thì trong cái hoạt động giáo dục theo chủ đề này thì đầu tiên thì người ta hay sử dụng một cái và cái hoạt động vận động này thì nó nhằm cái mục đích là tạo một cái tâm thế vui vẻ thoải mái cho học sinh và đồng thời thì nó giúp cho giáo viên giới thiệu bài và tạo cái nhu cầu tìm hiểu cái chủ đề mới cho học sinh. Và cách thực hiện thì có thể tổ chức cho học sinh chơi những cái trò chơi hoặc là hát các bài hát hoặc là xem những cái video có nội dung liên quan đến cái nội dung của hoạt động trải nghiệm. Có rất nhiều cái hình thức khác nhau cho cái hoạt động này. Sang đến cái hoạt động khám phá kết nối thì theo các thầy cô, mục đích của cái hoạt động khám phá kết nối này thứ nhất là nhằm khai thác những cái kinh nghiệm đã có của học sinh từ các cái môn học có liên quan hoặc là những cái kinh nghiệm của học sinh thông qua cái việc quan sát trải nghiệm thực tế ở gia đình và cộng đồng. Thế rồi mục đích thứ hai tức là giúp cho học sinh hình thành, kiến tạo những cái tri thức mới, kinh nghiệm mới dựa trên cơ sở kết nối với những cái tri thức, kinh nghiệm đã có của em. Và cách tiến hành thì có thể sử dụng nhiều cái phương pháp khác nhau, ví dụ như là có thể sử dụng cái phương pháp hợp tác nhóm, có thể sử dụng cái phương pháp nghiên cứu trường hợp, sử dụng cái phương pháp quan sát tranh ảnh, video clip rồi thảo luận nhóm thảo luận lớp. Thế rồi trong cái khi mà tổ chức cái hoạt động giáo dục theo chủ đề và khám phá các kết nối này thì chúng ta phải chú ý khai thác để kiểm cái cảm xúc tích cực của học sinh và cố gắng là không áp đặt ý kiến chủ quan của giáo viên cho học sinh mà phải để cho học sinh cởi mở chia sẻ những cái cảm xúc của mình, chia sẻ những cái hiểu biết. Và trong cái phần hoạt động giáo dục theo chủ đề này thì sẽ hiểu cái chủ đề cái hình thành cho học sinh cái năng lực như là năng lực giao tiếp hợp tác, năng lực thiết kế và cũng như hoạt động cũng như là những cái thiết khác. Sang đến pha tiếp theo là pha thực hành. Thì trong cái pha thực hành này hay là cái bước thực hành này thì mục đích của nó là giúp học sinh vận dụng những cái trí thức mới, kinh nghiệm mới để giải quyết những cái điểm mới, những cái nhiệm vụ, vấn đề có thể gặp phải trong cuộc sống. Và cái bước này thì thường là được thực hiện ở lớp.
Và thông qua cái việc thực hành luyện tập này thì học sinh sẽ điểm và củng cố được kiểm nghiệm cái kinh nghiệm mới của mình và hiểu được thêm về ý nghĩa thực tiễn cái kinh nghiệm mới đó, tri thức mới đó. Và chúng ta phải chú ý là khai thác cái cảm xúc tích cực của học sinh khi mà thực hành giải quyết những cái vấn đề, giải quyết những cái nhiệm vụ mặt trong cái bước này. Cách tiến hành thì thưa các thầy cô là trong cái bước luyện tập này, thực hành này thì chúng ta có thể sử dụng rất nhiều những phương pháp và hình thức tổ chức khác nhau như là phương pháp nghiên cứu tình huống, phương pháp trò trò chơi, phương pháp sắm file, phương pháp tranh biện hay là phương pháp học theo dự án hoặc là lập kế hoạch. Rồi tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế một cách đi tham quan, tham gia các hoạt động cộng đồng, các hoạt động về giữ gìn bảo vệ môi trường. Chúng ta có một số cái lưu ý như thế này là chúng ta cần phải tạo cơ hội, tạo điều kiện cho tất cả học sinh đều được tham gia thực hành trải nghiệm, và chúng ta phải sử dụng tận dụng những cái hình tình huống, những cái câu chuyện có thực xảy ra xung quanh khi học sinh, các cái tình huống mà gắn liền với cái cuộc sống thực tiễn của sống của học sinh để mà cho học sinh trải nghiệm. Và đây là cái bước rất là tốt để rèn luyện cho học sinh những cái năng lực như là năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, những cái phẩm chất như là nhân ái, chăm chỉ, trung thực. Đến cái hoạt động vận dụng thì thưa các thầy cô là mục đích của hoạt động này là giúp cho học sinh rèn luyện những cái kỹ năng, hình thành những cái thói quen tốt, thay đổi những hành vi thói quen chưa tích cực, củng cố tri thức kinh nghiệm mới thông qua cái việc vận dụng những cái tri thức kinh nghiệm đã tiếp thu được vào cái hoạt động thực tiễn ở xã hội. Và cách tiến hành là chúng ta phải đưa ra những yêu cầu với học sinh và hướng dẫn học sinh thực hiện những cái việc làm, những hành vi, những cách ứng xử rất là cụ thể, đã tiếp thu được vào trong cuộc sống hàng ngày, ở gia đình, ở cộng đồng, với cái sự giám sát, cái sự hỗ trợ và đánh giá của cha mẹ. Và chúng ta sau cái bước vận dụng này thì chúng ta phải chú ý là tổ chức học sinh chia sẻ những kết quả vận dụng vào trong cái sở sinh hoạt lớp. Cái đấy là cái hoạt động giáo dục theo chủ đề. Và đến cái tiết sinh hoạt lớp thì thưa các thầy cô là cái tiết sinh hoạt lớp thì nó gồm có hai phần. Cái phần thứ nhất là cái phần mà lâu nay chúng ta vẫn tổ chức cho học sinh sinh hoạt, tức là sơ kết đánh giá thi đua. Và cái bước thứ hai là cái bước mới, cái phần hai là phần mới, đó là phần mà học sinh phải thẳng cái kết quả vận dụng của kinh nghiệm mới của em và những cái phần tiếp nối với cái sinh hoạt sinh ở. Bây giờ cụ thể là với mỗi cái giờ sinh hoạt tiết sinh hoạt lớp thì nó bao gồm hai hoạt động. Đánh giá cái kết quả thực hiện của các cá nhân và các cái tổ trong tuần qua và thông qua cái kế hoạch hoạt động lớp trong tuần tới và cái thời lượng để học sinh thực hiện hoạt động này, chúng ta cố gắng làm trong khoảng 15 phút. Sau đó thì cái phần thứ hai là cái phần tấm vào cái hoạt động giáo dục theo chủ đề. Thì nội dung của nó thì nó sẽ gồm có mấy phần. Thứ nhất là cái học sinh sẽ phản hồi cái kết quả em thực hiện những cái hoạt động vận dụng những kinh nghiệm mới, tri thức mới vào trong cái cuộc sống như thế nào, cảm xúc của em ra làm sao, em đã gặp những khó khăn, thách thức gì để chia sẻ với thầy cô các bạn, rồi em cũng có thể chia sẻ thu hoạch của em sau cái sinh hoạt dịch thờ tập tuần. Và hoặc là cái kết quả em thực hiện cái nhiệm vụ mà đã được giao sau cái tiết sinh hoạt dưới thờ tập tuần như thế nào. Và đến cái tuần cuối, cái giờ sinh hoạt lớp mà tuần cuối của cái chủ đề thì chúng ta sẽ tổ chức cho học sinh đánh giá cái việc thực hiện chủ đề của các em như thế nào.
thì nếu ví dụ như cái chủ đề này được học trong 2 tuần thì đến giờ sinh hoạt lớp tuần thứ hai thì chúng ta sẽ tổ chức cho học sinh thực hiện cái hoạt động đánh giá và tự đánh giá và tự đánh giá và đánh giá lồng bảng. Còn nếu mà cái chủ đề này mà chúng ta học trong 3 tuần thì cái giờ sinh hoạt lớp cuối tuần thứ ba ta sẽ tổ chức cho học sinh đánh giá thường xuyên. Khi sử dụng sách giáo viên thì xin các thầy cô lưu ý như thế này. Thứ nhất là chúng ta phải bám sát cái mục tiêu đặt ra cho từng cái chủ đề một để mà tổ chức tập huấn tập cho nó hướng đích, cho nó đúng mục đích chứ không có bắn chỉ thiên trời. Thứ hai là cái việc chúng ta sắp xếp các hoạt động ấy, tổ chức các hoạt động cho học sinh thì phải theo chu trình học tập và trải nghiệm, tức là theo các cái bước khám phá kết nối thực hành và vận dụng. Cái thứ ba là xin các thầy cô lưu ý là những cái phương pháp và hình thức tổ chức ở trong sách giáo viên thì nó chỉ là cái phương án mang tính gợi ý thôi, không phải là cứng bắt buộc. Trên giáo viên thì có thể là sử dụng cái phương án đấy mà cũng có thể là thay đổi, linh hoạt thay đổi, điều chỉnh các cái phương án đấy, làm sao cho các hoạt động nó trở nên là hấp dẫn, gần gũi với học sinh trường mình, lớp mình hơn, và huy động được cái sự tham gia tích cực của học sinh và đảm bảo được thực hiện hoạt động thực hiện có hiệu quả. Thì một cái là đấy một số lưu ý các thầy cô khi sử dụng sách giáo viên. Một cái tài liệu bổ trợ nữa cho sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm nghiệp bài, đó là sách bài tập hoạt động trải nghiệm nghiệp bài. Thưa các thầy cô là cái sách hoạt động, cái sách bài tập này thì nó nhằm hỗ trợ cho học sinh thực hành, hình thành, phát triển các cái năng lực và phẩm chất theo yêu cầu của chương trình và các cái nhiệm vụ, các cái bài tập ở trong cái sách bài tập này thì nó tự sắp xếp theo cái quy trình trải nghiệm trong sách giáo khoa, tức là nó cũng là đi từ những cái bài tập để mang cái tính chất khám phá, rồi đến những cái bài tập mang tính chất là kết nối, có những cái bài tập mang tính chất là thực hành và những bài tập mang tính chất là vận dụng trong thực tiễn học sinh. Và một cái đặc điểm thứ ba nữa của sách bài tập này là trong sách thì nó tăng cường các cái nhiệm vụ mang cái tính chất trải nghiệm thực tiễn cho học sinh. Và trong sách thì nó có nhiều cái tình huống đa dạng khác nhau để cho học sinh có thể là nhận xét, đưa ra lời khuyên hoặc là cho các em đề xuất các cái phương án giải quyết cũng như là sắm vai để xử lý giải quyết các cái tình huống đó. Và trong cái sách bài tập này cũng đưa ra nhiều cái quan điểm có thể là âm tính, có thể là dương tính khác nhau để cho học sinh trình biện, thể hiện cái quan điểm cá nhân của em cũng như là rèn luyện cái tư duy phản biện, tư duy sáng tạo cho học sinh. Thì đấy là cái sách bài tập. Khi sử dụng cái sách bài tập này thì các thầy cô có thể là cho học sinh sử dụng ngay trên lớp để các em có thể tương tác với sách, ví dụ như là học sinh có thể viết vào trong sách với cái thu hoạch các em, các em có thể nối gạch nối, các em có thể điền từ và trong sách. Thì cái sách bài tập này nó khác với sách giáo khoa, là sách giáo khoa thì các em không được ghi chép vào vì là sách giáo khoa là sẽ để dùng nhiều năm, học sinh có thể sử dụng năm nay, nhưng sách giáo khoa có thể sau đó thì có thể để cho các em của mình ở nhà năm sau học, hoặc là các em có thể ủng hộ cho các bạn học sinh ở những cái vùng khó khăn để cho các bạn sử dụng lại sách giáo khoa, cho nên các em không được gạch nối rồi ghi chép gì vào trong sách giáo khoa. Nhưng sách bài tập thì khác, các em có quyền là tương tác với sách để cho các em học tập nó hiệu quả. Và những cái bài tập trong sách thì em có thể làm tại lớp mà cũng có thể làm tại nhà. Ví dụ những cái thu hoạch của các em thì các em có thể là viết tại nhà. Ngoài cái sách giáo khoa, sách giáo viên thì còn có những cái học liệu điện tử, có những cái học liệu điện tử để mà
hỗ trợ cho cái sách giáo khoa. Thì cái học liệu điện tử thì nó bao gồm là thứ nhất là cái trang hành trang số chấm nhà sưu tầm và sưu tầm vn. Thì trong cái nền tảng số này thì cái sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm như vậy, cũng như là các cái học liệu như là sách giáo viên chẳng hạn thì cũng đều được số hóa và truyền tải ở trên cái trang này. Các thầy cô có thể vào cái trang này để mà tải xem các cái sách giáo khoa cũng như là sách giáo viên. Một cái nền tảng nữa, nền tảng số nữa mà các thầy cô có thể sử dụng, tức là cái này là các cái tài liệu tập huấn online, ví dụ như cái tài liệu online mà chúng tôi tập huấn cho các thầy cô thì cũng sẽ được số hóa trên cái trang là tập huấn chấm nhà xuất bản giáo dục chấm vn. Và nhà xuất bản giáo dục thì cam kết là sẽ hỗ trợ các giáo viên, các cán bộ quản lý giáo dục trong việc sử dụng nguồn tài nguyên sách và học liệu điện tử. Tôi lấy ví dụ này, trong cái học liệu điện tử thì có thể bao gồm những cái tài liệu như là tài liệu tập huấn, tổ chức thực hiện dạy học theo chương trình sách giáo khoa mới lớp bài này. Thứ hai là các cái video tiết minh họa, thứ ba là video giới thiệu tổng quan bộ sách và các video hướng dẫn giới thiệu những cái đặc trưng nổi bật về cấu trúc sách, nội dung phương pháp, cách thức tổ chức dạy học từng môn học hóa tổng giáo dục, và thêm nữa là những cái bộ câu hỏi thường gặp và giải đáp được tổng hợp chất lọc từ những cái đợt hội thảo tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý dạy học theo bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống lớp 7 nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Rồi những cái câu hỏi, những cái bài tập kiểm tra đánh giá kết quả tập huấn qua mạng. Rồi thì những cái trao đổi của cán bộ quản lý giáo dục, các giáo viên với các tổng chủ biên, chủ biên, tác giả và biên tập viên của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Và cái trao đổi cái kinh nghiệm triển khai dạy học với đồng nghiệp trên toàn quốc, hay là cái hướng dẫn sử dụng hệ thống tập huấn qua mạng để tự học tự bồi dưỡng và để tổ chức tập huấn cho giáo viên của các sở và phòng giáo dục đào tạo. Rồi cái tự học tự bồi dưỡng cho trong các cái sinh hoạt chuyên môn tại trường và cụm trường. Cái thứ tư là về cái thiết bị và học liệu. Thì thưa các thầy cô, theo cái danh mục về cái thiết bị của bộ ban hành thì bao gồm các cái thiết bị bảo vệ như sau. Thứ nhất là cái bộ thẻ về thiên tai và biến đổi khí hậu. Thì cái mục đích của sử dụng bộ thẻ này là giúp học sinh nhận diện về dấu hiệu của các thiên tai để em có thể tự bảo vệ bản thân mình khi mà gặp cái thiên tai đó. Và cái bộ thẻ này thì được sử dụng khi tổ chức thực hiện với chủ đề bài em với thiên nhiên và môi trường. Một cái loại liệu thứ hai đó là cái bộ tranh về các hoạt động thiện nguyện nhân đạo. Thì mục đích sử dụng là giúp cho học sinh nhận diện được một số cái hoạt động thiện nguyện nhân đạo. Từ đó thì các em có thể sẵn sàng tham gia vào các hoạt động thiện nguyện này mà ở nhà trường, địa phương tổ chức. Và cái bộ tranh này thì được sử dụng khi mà tổ chức thực hiện cái chủ đề sống và em với cộng đồng. Một cái học liệu tiếp theo là cái video về một số những tình huống nguy hiểm. Thì mục đích đó là giúp học sinh nhận diện được một số những tình huống nguy hiểm và giúp em biết cách tự bảo vệ bản thân trong các tình huống đó. Và cái video này thì được sử dụng khi mà tổ chức thực hiện cái chủ đề 3 là trách nhiệm với bản thân. Cái thiết bị học liệu tiếp theo đó là cái video về cảnh quan thiên nhiên Việt Nam. Thì cái mục đích đó là giúp cho học sinh, giúp để giáo dục cho học sinh cái tình yêu quê hương đất nước và có cái ý thức bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
cái video này thì được sử dụng khi mà tổ chức cho học sinh thực hiện cái chủ đề bảy em với thiên nhiên và môi trường. Và cái học liệu nữa đó là cái bộ dụng cụ lao động, thì mục đích đó là giúp cho học sinh là có thể trải nghiệm được với một số cái lao động đơn giản. Và cái bộ dụng cụ lao động này thì được sử dụng khi tổ chức cho học sinh thực hiện chủ đề 8 và khám phá thế giới nghề nghiệp. Thì thưa các thầy cô, đấy là danh mục các cái đồ dùng dạy học và theo bộ quy định cho cái hoạt động trải nghiệm lớp 7. Và những cái đồ dùng dạy học này thì đang được các cái công ty đồ dùng dạy học khác nhau họ thiết kế sản xuất theo cái yêu cầu của bộ. Các nhà trường có thể là chú ý để mà có thể là mua theo cái nhu cầu của trường mình, giáo viên viên học sinh của mình. Thế bây giờ thì chúng ta đã hoàn thành cái phần thứ nhất, phần chung. Nhưng mà theo kế hoạch thì cái phần thứ hai này thì chúng ta sẽ thực hiện vào buổi chiều. Bây giờ thì là 11 giờ. Thì có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ nghỉ ở đây và sang đến phần thứ hai. Chúng ta làm phần hai sau và tôi sẽ dành ra khoảng 45 phút để cho các thầy cô nêu những cái thắc mắc mà tôi sẽ giải đáp các thắc mắc của các thầy cô chung cho cả phần 1, phần 2. Thì đấy là một cách. Thầy cô sẽ nghỉ đấy sớm một chút, chiều một rưỡi chúng ta quay lại và chúng ta làm tiếp phần 2, sau đó thì đến cái phần giải đáp thắc mắc. Cách thứ hai là chúng ta sẽ dừng ở đây và giải đáp thắc mắc những vấn đề liên quan đến phần 1. Sau đó thì đến chiều chúng ta sẽ làm phần 2 thôi. Thế thì tùy các thầy cô ạ, các thầy cô có thể lựa chọn ạ. Vâng. Thế thì ở đa số ý kiến thì đang chat ở trên mạng thì đều yêu cầu là cho nghỉ ở đây và chiều thì sẽ học tiếp. Vâng, thế thì tôi nghĩ là chiều đến chiều thì chúng ta giải đáp thắc mắc cơ mà thể cũng được. Thì như thế thì chúng ta còn có cái phần sau, xem video xong thì nó sẽ nảy sinh thêm nhiều câu hỏi, tôi giải đáp một thể có lẽ tốt hơn. Vâng, thế thì bây giờ xin mời các thầy cô dừng ở đây.